Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị, trong tháng 1 âm lịch thì những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ là thời điểm khá ổn định về mặt tài chính. Mặc dù trong những tháng trước thì đôi khi tuổi Đinh Mùi chúng ta gặp phải những vận hạn khó khăn, nhưng mà đến thời điểm này thì khác. Họ có những bứt phá nhất định trong cuộc đời của mình và từ đó thì có những thành công mà người khác phải ghen hờn đỏ mắt. Vâng, và thưa quý vị, để quý vị có thể tìm hiểu kỹ hơn về sự may mắn và thành công của gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà Phong thủy Gia Cát truyền đạt ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh Thiên Hà Thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng và hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Bước sang tháng đầu năm 2022, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần phải tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách hợp lý với mọi người xung quanh. Không nên để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào cuộc sống gia đình, khiến cho vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng tự nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều vất vả và trở ngại trong giai đoạn đầu năm 2022. Vì thế, làm gì, dù lớn hay nhỏ, cũng cần phải hết sức cẩn thận. Làm việc có thứ tự trước sau, tránh vì rút ngắn giai đoạn mà bỏ qua chi tiết kẻo gặp họa liên miên, nghiêm trọng còn dính tới công quyền, pháp luật. Trong tháng, sẽ có những thời điểm vận xui liên tục kéo đến khiến cho bạn không biết xoay sở ra sao. Bản mệnh, thân bị hung tinh phá nhiều, lại ít vận quý nhân, thành ra dễ rơi vào tình trạng bế tắc, bất ổn về cảm xúc. Lại thêm sự cố chấp và cảm xúc nóng nảy khiến cho mệnh chủ dễ bị phạm sai lầm, làm việc gì cũng khó đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Năng lực của bản thân bị kìm nén, không thể giải phóng một cách hiệu quả. Bạn cũng cần phải chú ý tháng này có người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra những rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát sẽ khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Đinh Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tháng này cho thấy tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát. Dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, gia chủ cố chấp bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Năm 2022 không thích hợp để cho người tuổi Đinh Mùi đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức rủi ro cao. Nên nhớ, dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần phải lắng nghe ý kiến đóng góp của người thân, bạn bè, nếu không thì bạn sẽ mất tiền oan.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi khá tốt. Tuy nhiên, bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không được tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi năm 2022, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các gia chủ Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong năm 2022 không suôn sẻ như mong đợi, thậm chí nếu không cẩn thận có thể xảy ra mâu thuẫn đến đổ vỡ bất cứ lúc nào. Bản mệnh khá thụ động trong tình cảm, dễ vấp phải những khúc mắc tranh cãi do sự bốc đồng và bảo thủ của mình. Chính thái độ của bạn đang khiến cho người kia cảm thấy khó hiểu và khó thông cảm. Không khí gia đình vì vậy mà luôn ở trong tình trạng nặng nề, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để cư xử và suy nghĩ sao cho phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bạn đời con cháu trước khi quyết định một vấn đề nào đó để gia đạo luôn êm ấm và đồng lòng. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!